vòng qua cái dốc để trong nó đụng lên. Đây là tượng Bà Đen. Nhìn lên tí nữa là hết sương mù đi rồi, mới đẹp. Là đẹp. Vâng. Chụp em kiểu trên đây cái bác này. Ơ Hùng ơi. Chụp cho em kiểu à. Bác ơi. Chụp anh. Đây này lấy máy gì thôi anh này. Có thấy không? Luôn khỏi cần đi Đà Lạt. Gì là có đẹp rồi. Trời ơi, hai bác cá chính này đi mà không về đấy. Đi về thằng cu. Thằng cu thôi rồi. Thành hôm nay có ba thằng mua đây được ba cái này. Mỗi thằng ôm một bình. Nhưng mà đây là chủ cho. Đấy. Để bác Hòa vô đây đi. Bác Hòa vô chỗ đây này. Bác Hùng. Bác Hùng vô đi. Đứng lên đây đi. Chưa. Gọi cho Trang nữa. Anh nào? Nhưng mà ý là anh đăng ký ở máy anh cho chị luôn. Không có số mà. Đây là trưởng đoàn nha mọi người ơi. Đây này. À Trang Mon ơi. Mình đăng ký mạng cho chị cái đâu. Đăng ký mạng cho bác Hiền cái. Chị, nhưng mà chị gọi cho anh lấy cái số nữa. Ừ. Gọi cái số tiếp theo ạ, gọi cho hắn. Đăng ký mạng á. Đây này, đăng ký mạng cho trưởng đoàn này, phó trưởng đoàn này. Để phó trưởng đoàn còn phát trực tiếp. Đó, gửi số điện thoại của chị cho hắn. Mang điện thoại để em chụp cho này. Hiếu Hiếu cầm điện thoại cho chú cái. Đang phát trực tiếp. Lúc đi em gọi lấy cái máy ảnh mà chụp không ấy. Yeah.
bên kia chị kìa, đi đường kia là đấy. Sao giờ lại đường trước? Kệ phải thấy được rồi. Đúng rồi, đi đường kia, đi đường kia, đi đường thật kia. Đi chùa Tây Ninh bạn ơi. Mà sương mù đang nhiều quá, chưa thấy cả tượng Phật rõ à. Con ơi, chào Nhật bé nha. Sắp hết rồi em ơi, sắp phải về rồi. Đây đây, đây có cổng này, có cổng này, đây có cổng này, có cổng đó đi tí. À không, em đi đấy hả? Mình đi đường này, đi được tí là lại đi. Anh phải tháng nữa anh mới về. Anh em cứ ở nhà kiếm tiền đi. Anh đi anh mang hết cảnh đẹp này, anh cho em xem. Anh em cứ ở nhà kiếm tiền đi, có thiếu tiền anh còn vay. Nước chảy kìa. Đúng. Thì đưa mà. Vậy đi vay chứ, vay đường nào, đường mô cũng đi chơi rồi. Thôi thì cứ đi chơi cho thỏa thích đi, hết tiền thì vay. Mấy chục nghìn là được bát phở rồi. Trong đây bát phở 50-60 nghìn thế. Quá đông. Đây là anh Hiếu Chỉ Tin này. Người miền Nam mà. Được lắm ạ, phải gửi cho anh thùng mì tôm đó. Chứ trong đây bát phở bò phải 60 nghìn đi. Cầm cho em. Cầm cho em. Ngoài đẹp. Ơi, đây đây, chụp chụp. Chụp, chụp đứng thế này đây. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Thôi, chào tất cả mọi người nha. Lúc nào hết sương mù thì